Theo đăng tải của tờ Nikkei Asia, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang hệ thống sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG, một phần trong chiến dịch giúp các nền kinh tế mới nổi giảm thiểu lượng khí carbon. Nhật Bản và Hoa Kỳ cho rằng việc thúc đẩy này sẽ là chìa khóa hạn chế phát thải tại khu vực Đông Nam Á, bởi khí LNG sạch hơn than đá khí đốt để sản xuất điện. Các nước cũng hy vọng rằng nỗ lực này sẽ giúp hạn chế sự phụ thuộc ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng. Trong tuyên bố chung từ diễn đàn về LNG trước đó, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ tài chính cho Việt Nam để xây dựng các nhà máy nhiệt điện LNG. Đồng thời, các nước cũng sẽ tiến hành xây dựng cơ sở và đào tạo đội ngũ nhân viên cần thiết. Mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông Robert O'Brien nhân chuyến thăm Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ MOU phát triển dự án điện khí LNG Long Sơn được thực hiện giữa các đại diện của bên General Electric Hoa Kỳ, Genco 3, Tổng công ty Thái Bình Dương, PECC2, Mitsubishi và Tập đoàn TTC. Dự kiến dự án sẽ cung cấp 3.600 MW điện cho Việt Nam. Cũng trong tháng trước, công ty Tokyo Gas và Marubeni của Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ với Petro Vietnam Power, thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, và một công ty xây dựng địa phương cho dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư ước tính 1,9 tỷ USD. Nikkei Asia nhận định, trong khuôn khổ quan hệ đối tác năng lượng chiến lược Nhật Bản-Hoa Kỳ, hai bên đã và đang hỗ trợ các quốc gia phát triển cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng kể từ năm 2017. Trong đó, Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong năm 2020. Việt Nam có vai trò hàng đầu trong chính sách năng lượng Mỹ ở khu vực. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Francis Fanon đã nhấn mạnh Mỹ nhìn nhận Việt Nam có vai trò hàng đầu tại khu vực, đặc biệt là trong chính sách năng lượng mà Washington đang thúc đẩy. Chúng tôi nhìn nhận Việt Nam có vai trò dẫn đầu vì nhiều lý do. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Francis Fanon ngày 4 tháng 11 trả lời báo chí về vai trò của Việt Nam trong chính sách năng lượng Mỹ tại khu vực. Thứ nhất, về mặt địa lý, Việt Nam có vị trí mang tính chiến lược để đóng vai trò một cổng hoặc một cầu nối năng lượng. Một lý do khác là năng lực của Việt Nam trong việc nhập khẩu LNG, khí đốt tự nhiên hóa lỏng, cũng như tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo mới, từ đó vận chuyển đến nhiều nước khắp khu vực. Ông cho biết, vị quan chức phụ trách vụ tài nguyên năng lượng, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý Washington đang xúc tiến chương trình phát triển thị trường năng lượng khu vực nằm trong khuôn khổ của chương trình đối tác năng lượng Nhật-Mỹ Mekong, GUMPP. Ông Fanon nhận định, việc xây dựng một thị trường năng lượng khu vực sẽ giúp các nước tăng khả năng thích ứng cho hệ thống của riêng mình, giảm giá thành và mọi bên đều hưởng lợi. Phát biểu trong cuộc họp báo qua điện thoại, ông Fanon nhấn mạnh, một trong những phương diện quan trọng nhất của chính sách năng lượng Mỹ tại khu vực là quan hệ đối tác với những nước có cùng tư duy và tầm nhìn về một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và thịnh vượng. Ông đánh giá cao các mối quan hệ đối tác này giữa Mỹ và Việt Nam. Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ lấy ví dụ là tuyên bố đối tác năng lượng chiến lược Mỹ-Nhật. Dù đây là một mô hình đối thoại chiến lược song phương, ông Fanon tiết lộ thực chất những đối thoại đang diễn ra với một bên thứ ba chính là Việt Nam, vì vai trò quan trọng của Việt Nam trong chiến lược khu vực. Với vị trí địa lý của mình, Việt Nam đứng trước cơ hội rất lớn để tăng năng lực nhập khẩu LNG để phát triển năng lượng và chuyển năng lượng hoặc khí đốt trên toàn khu vực, ông nhấn mạnh. Theo ông Francis Fanon, các công ty năng lượng Mỹ đang quan tâm đến triển vọng mở rộng đầu tư vào Việt Nam, gồm những thương vụ có thể đạt đến hàng tỷ USD. Ông Fanon cũng tái khẳng định Việt Nam có vai trò rất quan trọng đối với Mỹ, và bản thân Việt Nam cũng có nhu cầu năng lượng rất lớn với tốc độ phát triển nhanh chóng như hiện nay. Ông đồng thời nhấn mạnh, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đạt được những kỳ vọng trong lĩnh vực năng lượng, mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam và cả khu vực nói chung.